Ok, trước khi tải các bạn sẽ phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải tải game trên website tải nhanh vn.com thì mới có thể làm đúng theo cái video hướng dẫn này. Thứ hai là trước khi tải các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trong web cho mình. Trong bài viết các bạn sẽ phải đọc kỹ cái mục trước khi hỏi, trước khi tải và đặc biệt là các bạn sẽ phải cài đầy đủ tất cả các cái phần mềm bổ trợ ở trong cái bảng này. Và các bạn chỉ việc làm một lần duy nhất, tất cả những cái lần cài game sau các bạn sẽ không phải làm lại nữa. Nếu vẫn gặp lỗi thì các bạn kéo xuống phía cuối bài viết sẽ có một cái mục có tên là lỗi game hay gặp để tìm lỗi các bạn gặp và tìm cách khắc phục. Khi mà các bạn làm theo tất cả những cái yêu cầu trên mà vẫn gặp lỗi thì các bạn chỉ có thể cài lại win hoặc là mua game hoặc là không chơi game đó nữa. Và nhớ là phải kiểm tra cấu hình xem là các bạn có chơi được game đó hay không, và nếu không dành thì các bạn có thể xem cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game ở cái mục hỗ trợ của bên phải trang web. Cũng trong cái mục hỗ trợ, nếu mà các bạn muốn tải link FC một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đọc cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC, nó sẽ giúp các bạn tải link FC một cách nhanh nhất. Thứ ba là nếu mà các bạn tải về thấy cách cài đặt khác rồi, tức là game đã được update, và để xem cái hướng dẫn cài đặt trong bản update mới, các bạn vui lòng kích vào xem video hướng dẫn tải và cài đặt trong bài viết của game đó. Còn nếu các bạn xem trên YouTube, các bạn có thể tua đến 20 giây cuối cùng của video hoặc là xem ở phần bình luận sẽ có một mục dẫn sang cái video hướng dẫn tải và cài đặt bản mới nhất đấy. Thứ tư là toàn bộ nội dung mình nói ở trên rất nhanh và rất dài nên các bạn cần xem kỹ để đảm bảo 100% là chơi được game. Bạn nào làm đúng rồi, làm được rồi thì sau này xem video của mình, các bạn chỉ việc tu bỏ hơn 1 phút đầu của video để xem được cái phần hướng dẫn cài game luôn. Còn bây giờ hãy truy cập vào website tải nhanh vn.com để bắt đầu tải game nhé. Ok, thì sau khi vào trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn kích chuột vào, gõ tên game cho mình là MEGAQUARIUM. Đấy, các bạn gõ tên game như trên màn hình nhé. MEGAQUARIUM. Gõ tên game xong thì các bạn ấn chữ download cho mình, ấn chữ download cho mình nhé. Đấy, lúc này nó sẽ tìm được cái bài viết có tên là Megaquarium này này. Đấy, các bạn vào cho mình bài viết này để lấy link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này ha. Rồi, thì để tiện cho các bạn, mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video nhé. Và trong bài viết này các bạn có thể xem thêm về thông tin game, các bạn có thể mua game để ủng hộ nhà phát hành, các bạn có thể xem cái phần giới thiệu game và xem cái phần video game. Quan trọng nhất đó chính là cấu hình game. Thì game này nó yêu cầu là Win 7, Win 8, Win 10 trở lên và là bản 64-bit nhé. Thành ra là bạn nào mà sử dụng Windows XP hay là Win Vista hay là Win 99 2000, Win 7, Win 8, Win 10 bản 32-bit thì đều sẽ không chơi được đâu nhá. Các bạn phải sử dụng Win 7 trở lên và là bản 64-bit, ok chưa? Rồi, tiếp theo là chip. Chip nó sẽ yêu cầu là Intel Core i5-4690 trở lên hoặc là AMD Ryzen 7-2700U trở lên nhá, ok chưa nào? Rồi, RAM thì nó sẽ yêu cầu là 8GB nhá, các bạn sẽ phải có tối thiểu là 8GB. Cam màn hình nó yêu cầu là GeForce GTX 560 trở lên hoặc là AMD Radeon HD 7770 trở lên. Đấy. Bộ nhớ máy nó sẽ yêu cầu vào khoảng tầm 1GB bộ nhớ máy nhá, 1GB bộ nhớ máy, rất là nhẹ đúng không nào? Ok, thì sau khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Để tải game thì các bạn kéo xuống dưới bên dưới cho mình, kéo xuống bên dưới. Đấy. Khi các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Megaquarium Link FC. Đấy. Các bạn kích chuột vào dòng chữ đỏ này cho mình. Đấy, các bạn kích chuột vào dòng chữ đỏ có tên là tải game Megaquarium Link FC, ấn vào tải về cho mình nhá. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file có tên là tải nhanh vn.com Megaquarium v1.1.1. Cái v1.1.1 này là cái phiên bản của nó, các bạn không cần phải quan tâm đâu. Thì sau này các bạn nếu mà tải về thấy cái phiên bản nó khác đi, như là v1.1.2 chẳng hạn, thì tức là game này nó đã được update thôi. Nhưng mà cái cách cài đặt tương tự thì các bạn cứ làm theo đúng những cái video này nhé, ok chưa nào? Rồi, bây giờ các bạn kích chuột phải vào cái file có tên là tải nhanh vn.com Megaquarium cho mình nhé. Đấy, kích chuột phải vào, nó sẽ hiện ra cái bảng này. Và các bạn chọn cho mình là Extract Here để cho nó giải nén ra nhé. Đấy, các bạn chọn Extract Here để cho nó giải nén ra. Thì sau khi nó giải nén ra xong, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên có tên là tải nhanh vn.com Megaquarium V1.1.1. Đấy, mở lên cho mình, mở lên nhé. Trong này nó có rất là nhiều file. Tuy nhiên để vào game, cái game này này, các bạn sẽ không phải cài đặt game nhé. Các bạn chỉ việc tải về, giải nén ra và vào game chơi luôn. Đấy. Khi để vào game, các bạn mở cho mình cái file có tên là Megaquarium này này. Đấy, Megaquarium nhé. Biểu tượng logo là có con cá màu vàng vàng trong cái bể cá xanh đấy nhá. Mở lên cho mình. Thì mình khuyên là các bạn nên mở game này dưới quyền admin. Và để mở dưới quyền admin thì các bạn ấn chuột phải vào cái file Megaquarium này này. Đấy. Nó sẽ hiện ra cái bảng này và các bạn chọn cho mình là Run Admin. Nếu mà các bạn không muốn mỗi lần vào game đều phải kích chuột phải và chọn Run như này thì các bạn có thể ấn một lần duy nhất là ấn chuột phải ở đây. Đấy. Sau đó chọn Bro, cái dòng Bro này này. Đấy, ấn vào cho mình.
tiếp tục ở cái bảng này lên, các bạn ấn sang cái tab có tên là com này này. Đấy, ấn tab com cho mình nhá. Rồi, ở cái tab com này thì các bạn để xuống dưới cùng cho mình cái ô vuông dưới cùng nhá, nó có cái dòng chữ tên là run this program as admin này này. Đấy, các bạn tích v vào cái ô run admin này cho mình nhá. Đấy, cái tích v vào đây. Rồi, thì sau khi tích v xong các bạn ấn apply cho mình. Đấy, để nó lưu lại, sau đó các bạn ấn ok. Thì tất cả những lần vào game sau, các bạn chỉ việc ấn vào cái file Mega Aquarium này này. Đấy, sau đó ấn enter là nó sẽ tự động chạy dưới quyền admin luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ấn enter này. Đấy, ở bảng lên chọn Z cho mình để cho nó chạy dưới quyền admin. Rồi, thì bây giờ nó sẽ vào game nhá. Ok, thì các bạn yên tâm nhá, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com đều là do mình up lên, tải lên, và mình cũng sẽ làm cái video này để mà vào game chơi, để mà chứng minh được cho mọi người điều rằng là các bạn có thể yên tâm mà tải game trên website tải nhanh vn.com nhá. Mình đã vào game chơi được thì các bạn cũng sẽ phải vào game chơi được, trừ khi là cấu hình máy các bạn không đủ, hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support mà thôi. Các bạn cứ tuân thủ cái mục support trên website tải nhanh vn.com cho mình nhá. Ok chưa nào? Rồi, thì trước khi vào game mình sẽ dành ra vài phút vài giây dành cho bạn nào mà cấu hình thấp nhá. Các bạn nào mà cấu hình thấp, các bạn vào cái mục option cho mình. Đấy, trong cái mục option này các bạn ấn sang cái tab có tên là graphic nha, graphic. Tiếp theo ở cái mục này các bạn sẽ thấy cái mục có tên là shadow quality này này. Đấy, các bạn chỉnh sang cái mức là low cho mình. Bạn nào mà cấu hình thấp các bạn để sang cái mức là low nhá. Cả hai cái này các bạn chỉnh sang low cho mình. Bạn nào mà cấu hình bình thường để mức medium. Đấy, bạn nào cấu hình ổn tốt thì chơi để mức 2. Đấy nha, thì tùy các bạn thôi. Ở đây mình sẽ để mức 2 luôn vì máy mình đáp ứng được. Các bạn cứ chỉnh cái mức nào mà các bạn chơi nó không bị giật lag là được nhá. Ok, thì sau khi lựa chọn xong các bạn chỉ việc ấn back to my menu này. Đấy, back to my menu nhá, ấn ra ngoài. Rồi, thế đây, để vào game các bạn ấn vào chữ new game cho mình nhá, ấn vào chữ new game để vào game nhá. Đó, chúng ta sẽ được lựa chọn đây một cái đầu tiên thôi nhá. Đó, và chúng ta sẽ được lựa chọn normal chế độ các thứ đấy ở ngoài, các bạn có thể xem ở ngoài ha. Đây, ở bảng lên các bạn ấn close cho mình. Đấy, đây ban đầu sẽ là cái bể cá của chúng ta, đây là cái khuôn viên để chúng ta xây dựng một cái công viên bể cá. Đấy, thì đoạn này nó như là nó không có hướng dẫn chúng ta đâu, nên là mình sẽ tự tương tác game thôi. Thì các bạn xem đến đây là các bạn có thể yên tâm mà chơi được rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ chơi thêm một tí cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta có thể xây dựng bể cá. Không đủ tiền, đưa mới vào game không đủ tiền thì làm thế nào để kiếm tiền? Làm thế nào để kiếm tiền? Nó có một số cái nhiệm vụ của chúng ta đấy, nhưng mà để xem nào. Đấy, tôi sẽ mở rộng nó ra, công viên nó phải rộng rãi, kiếm được tiền. Công viên nó phải rộng rãi nhưng mà quan trọng là đất có tiền đấy. Ngay từ đầu nó cho chúng ta ít tiền như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể tiền ta. Để xem nào, tôi sẽ new game lại xem nào. Hơi vô lý. Đây là cái mức easy này, tôi chọn mức easy xem nào. Nó có ba cả hai kiểu chơi, một cái campaign và một cái sandbox. Như cái sandbox này là cái để xây dựng tự mình chế tạo ra thì phải. Các bạn nhìn thử campaign này xem nào. Tôi không nghĩ là nó không cho chúng ta tiền, kiểu gì nó phải cho chúng ta tiền chứ nhỉ? Làm gì có chuyện mà không cho chúng ta tiền được. Nó phải có một cái khoản thu nhập từ đâu. Mà hiện tại tôi không xây dựng được một cái gì cả. Thành ra là để tua thời gian xem nào. Đấy, để xem từ. Có con nhân viên ở đây rồi. Có nhân viên ở kia rồi nhưng không biết là có tiền không. Ô tô, ta phải chờ nó kiếm được tiền về đúng không? Cái này mình cũng mới chơi nên là mình không hiểu lắm. Thành ra là nói chung là mình tương tác với game một tí thôi, chứ các bạn yên tâm mà chơi thôi. Chứ thực chất thì mình cũng không quan trọng lắm là mình chơi được hay không. Còn trong cái quá trình chơi các bạn nên tự tìm hiểu, tự tìm hiểu để có thể biết cách chơi. Cái nhiệm vụ đầu tiên nó bảo chúng ta là di chuyển qua thông tin, qua cái mục button là cái mục đất gì. Rồi,
Tiếp theo là cái pan camera là cái gì đây? Pan camera là cái đấy gì vậy? Tôi không biết cái này. Dịch không hiểu luôn. Máy ảnh quỹ đạo là cái gì? Quỹ đạo máy ảnh. À, nó bảo chúng ta là sử dụng camera xoay xung quanh à? Đấy. Máy ảnh quỹ đạo đây, chắc là cái này. À, rồi, zoom giết các thứ này. Đấy. Gì nữa? Không muốn thế nào nữa? Này. Hướng dẫn chơi mà lại không cho biết nút để có thể làm vãi game. Ở đây control, nó có cho biết nút anh em ạ. Tôi không để ý, thông cảm anh em. Neptune, ấn H à? Rồi ok. Rồi ok. Đấy, mình đã xong cái nhiệm vụ đầu tiên. Thế đây này. Anh em có thể thấy ở cái bảng này là cái bảng thông tin những cái nhiệm vụ chúng ta đang làm nhá. Chúng ta cần phải làm. Thế anh em cứ thực hiện từng cái một là anh em sẽ có tiền đây này. Đấy, mình vừa thực hiện mình có tiền luôn. Mà từ tiền đấy anh em có thể xây dựng ra những cái bể cá các thứ. Ok nhá. Game nó cũng không có gì đâu. Anh em biết tí tiếng Anh và có thể đọc hiểu đây là được nhá. Rồi. Thì anh em thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh của mình nhá. Và anh em đừng quên là hãy ấn cái chuông cạnh nút đăng ký để có thể nhận thông báo khi mình ra video một cách mới nhất nhé. Rồi, thì chúc anh em tải và cài đặt thành công. Bye bye.